đồ đáng ghét xin xin nha. Mày thích ăn món tầm thường này lắm hả? Món này ăn rất ngon. Mấy thứ này mà ngon gì chứ. Vậy thì cứ ăn cho thiệt nhiều vô nha. Chút nữa tao gọi pizza về để coi món nào ngon hơn. Bánh kem chi lăng bột này ngon lắm á. Nè, ăn thử một miếng coi. Tao đi tao không thèm ăn đâu. Đã nói ăn đi mà. Sao, ngon không? Ngon ngon vậy chứ, đưa đũa cho tao. Nè, nghe lên coi. Nè, thấy mày ăn một mình buồn nên tao mới ăn chung cho vui thôi đó nha. Ở trong chảo vẫn còn nhiều bánh lắm đó. Dạ. Mặt trời mùa đông sắp phát sóng trên ứng dụng VOON.